Xoài cát Hòa Lộc là một trong số các loại cây đặc sản ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tuy chất lượng cao nhưng đầu ra chưa ổn định, có thời điểm xoài chỉ mức 30 đến 35 nghìn đồng trên 1 kg. So với một số cây đặc sản tại địa phương thì cây xoài cát Hòa Lộc có cho hiệu quả kinh tế thấp hơn. Do đó, gần đây có một số nhà vườn phá bỏ vườn cây xoài cát Hòa Lộc để trồng cây sầu riêng, cây mít đang có hiệu quả kinh tế cao. Chủ trương của huyện Cái Bè là vẫn duy trì và phát triển diện tích cây đặc sản này bằng các biện pháp hỗ trợ nhà vườn. Ông Phan Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Cái Bè cho biết, tới đây vận dụng vào các chính sách của nhà nước, huyện Cái Bè sẽ tiếp tục khuyến khích nông dân tăng lại diện tích xoài cát Hòa Lộc, đặc biệt tuyên truyền người dân ở các xã đã có chỉ dẫn địa lý tiếp tục phát triển cây xoài. Việc một số vườn cây đầu dòng được Sở Khoa học Công nghệ công nhận cũng là động lực để địa phương tiếp tục nhân giống và phát triển cây xoài cát Hòa Lộc. Từ cuối năm 2023 đến nay, nhiều chủ tàu cá làm nghề lưới kéo ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu không thể ra khơi vì phương tiện không được đăng kiểm. Nguyên nhân được cho là do ngành đăng kiểm đang áp dụng theo Nghị định 208 của Thủ tướng Chính phủ về việc hạn chế cải hoán tàu cá theo ngành nghề không được khuyến khích. Cách đây gần một năm, cơ quan đăng kiểm vẫn tiến hành đăng kiểm cho ngư dân, nhưng nay thì không được chấp nhận bởi hai lý do. Nghề lưới kéo không khuyến khích phát triển và tàu chỉ được chấp nhận đăng kiểm thay máy mới 100%. Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Sở đang xin ý kiến Ủy ban dân tỉnh về việc xây dựng, ban hành quyết định theo Nghị định số 208 của Thủ tướng Chính phủ, từ đó tạo điều kiện cho ngư dân tiếp tục sống với nghề, hạn chế những đầu tư có nguồn vốn lớn để ngư dân yên tâm bám biển, khẳng định chủ quyền biển đảo. Chiều ngày 19 tháng 1 tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ đã diễn ra hội thi quất cảnh truyền thống cấp thành phố Hà Nội, là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP cùng các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024. Đây là lần đầu tiên hội thi được tổ chức sau gần một tháng phát động. Ban tổ chức đã nhận được hồ sơ tham gia của 31 tác giả với 68 tác phẩm đến từ hai phường là Tứ Liên và Phú Thượng, quận Tây Hồ. Các tác phẩm mang đến hội thi là sản phẩm cây quất truyền thống có tuổi thọ nhiều năm, được các hộ gia đình giàu kinh nghiệm trồng quất cảnh trăm tỉa. 18 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn để bình danh trao giải tại hội thi. Sản phẩm tham gia hội thi sẽ được trưng bày và bán trong 3 ngày, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 1 tại Ủy ban nhân dân phường Tứ Liên để nhân dân thủ đô, du khách trong và ngoài nước thưởng ngoạn, mua sắm phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đến ngày 17 tháng 1, các địa phương trong tỉnh Hải Dương đã triển khai làm thủy lợi đông xuân 2023-2024, chủ yếu là làm thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng. Đối với kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, các địa phương mới thực hiện 245.514 mét khối, đạt 31,81% kế hoạch là 771.730 mét khối. Để chuẩn bị lấy nước, trữ nước, đưa nước phục vụ sản xuất, vụ chiêm xuân 2024 đạt hiệu quả. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Dương đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường và đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi đông xuân 2023-2024 theo kế hoạch Ủy ban dân tỉnh giao, hoàn thành việc khơi thông dòng chảy, giải tỏa các ách tắc trên hệ thống dẫn nước, đặc biệt ở các cửa lấy nước, hệ thống kênh trục chính, bảo đảm phương tiện lấy nước đủ điều kiện để sẵn sàng vận hành, thực hiện kế hoạch lấy nước, đưa nước đổ ải phù hợp với kế hoạch gieo cấy, cơ cấu thời vụ gieo trồng của địa phương phù hợp với thực tế nguồn nước và lịch xả nước từ các hồ thủy điện, chủ động tận dụng thời gian nguồn nước trên hệ thống sông Trục được dâng cao, bảo đảm chất lượng để tích cực lấy nước.